Hello mọi người nghe, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của em ha. Thì cũng theo yêu cầu của nhiều anh em thì hôm nay lên làm cái video theo yêu cầu của anh em là khi nào mà Linh đục mấy cái chân liên quan á thì Linh quay chia sẻ cho mọi người. Thì đó là câu hỏi của một vài anh, nói chung ra là cũng có nhiều người gọi điện và hỏi Linh nhiều vấn đề về đục chân thì đục làm sao mà cho hai mặt nó đều với nhau. Với lại mọi người có hỏi Linh đó là vì sao mà thường á thì mọi người thấy á, người ta nếu mà đục chân á thì người ta thường kề hai cái chân lại với nhau, người ta đục một được hai cái, còn Linh á thì chỉ đục một cái thôi. Thì hôm nay Linh sẽ giải thích cho mọi người hiểu ha. Nói chung theo như cái khả năng của Linh biết thôi. Thì ví dụ như bây giờ đi, ở đây là Linh có bốn cái chân liên quan, bốn chân liên quan và bốn cái củ đục. Ví dụ như bây giờ mọi người cho mỗi một một cái chân liên quan cho một cái củ đục nó đục, ví dụ như là 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ là nó xong, 2 tiếng đồng hồ là nó xong một cái chân liên quan. Thì cho mỗi một củ á, thì nó đục một chân á, thì 2 tiếng đồng hồ nó xong. Còn khi mà mọi người ghép nó lại thì chỉ cho là hai thằng làm việc thôi, hai cái củ đục làm việc thôi, thì thành ra cái thời gian nó đục thì cũng như nhau thôi. Mình ghép nó lại thì nó một thằng đục á, thì tất nhiên là cái thời gian nó sẽ gấp đôi. Thì cái điều đó là nó lâu hơn gấp đôi cái thời gian này nghe mọi người. Với lại là còn một cái nữa, ví dụ như trong cái thời gian mà 2 tiếng đồng hồ này một củ đục lên đục cho một cái chân này, thì ví dụ như trong thời gian mà 2 tiếng đồng hồ đó là nó gãy mũi đi, nó gãy mũi thì Linh sẽ dò lại một cái chân đó thì nó rất là mau, nó nói chung nó rất là dễ. Tại vì trong cái chân mình có đục phá, đục đục tinh không thì nó dò rất là dễ, còn đục phá mình nó phá nhiều lớp sâu xuống dưới mình dò khó lắm. Cho nên á, Linh khuyên mọi người thì khi mà mình đục chân hoặc là mình đục cái gì mà có phá, có chạy phá thô á, thì cho cái thời gian nào mà nó chạy ngắn chừng nào thì tốt chừng nấy. Là khi khi mà mình và khi mà mình đục một chân á, thì nó gãy dao hay gì mình xếp dao lại nó rất là dễ. Còn ví dụ như bây giờ bốn cái chân này nè, Linh kề lại với nhau, Linh xước phay một lần một cho một củ đục đục vẫn được. Nhưng mà khi gãy dao hoặc là nó có vấn đề gì á thì mình khó xử lý lắm. Thì nói chung nôm na là nó như vậy thôi. Còn nhiều anh em hỏi máy của Linh nó mấy đầu á, thì sao mà thấy trên video thì chỉ có 4 đầu thôi. Thật sự là máy của Linh nó là 6 đầu nha mọi người, 6 đầu. Ở đây còn 2 cái dây nữa nè, là lý do vì một cái củ đục nó bị hư bạc đạn, Linh chưa có thay kịp. Nói chung là Linh không có thời gian thay cho nên Linh gỡ nó ra luôn. Với lại một cái củ đục bên đây á là nó bị hư một cái biến tần cho nên không có gắn vô chạy được, cho nên Linh chạy có 4 củ thôi. Nói chung ra là bây giờ máy của Linh nói chung ra là xài nói chung cũng lâu rồi, nó cũng tới hẹn bảo trì rồi, nhưng mà Linh nói chung chưa có thời gian. Thì Linh cũng sắp sửa bảo trì nó lại rồi. Thì khi mà Linh làm, nếu mà được có thời gian á, thì Linh sẽ quay chia sẻ với mọi người, và cần cái điều gì mà cần lưu ý á, thì Linh sẽ chia sẻ. Thì chắc sau cái video này thì Linh đục xong mấy cái chân liên quan này, Linh sẽ nói chung ra là vệ sinh toàn bộ, kiểm tra coi cái nào nó hư mình sẽ thay. Nói chung lắp hết mấy cái đầu lại, lắp cái ốp máy bên đây nè. Thì bữa hổm có nhiều anh em hỏi nói chung là máy Linh bị trục trặc sao mà tháo cái này ra rồi không lắp lại nè. Thì hôm nay Linh chia sẻ cho mọi người luôn ha. Thì máy của Linh á, để sát với cái đường ray của cái máy xe gỗ nè. Thì ở đằng này có cái xe đẩy gỗ, thì khi mà Linh
xẻ gỗ á. Cái cây nhỏ thì Linh không có chắc trồng lên cái xe kia đó là không có dặn cái đầu xe mấy bên đây, thì mình đẩy tới đằng này thì nó không sao. Còn khi mà xe Linh xẻ cây lớn á, Linh phải dặn mấy khúc gỗ mép bên đây nè, sợ nó lật xe á. Thì có cái ốp bảo vệ bên đây á, thì nó thòng xuống dưới xa quá, bởi vì nó đụng cái xe. Khi mà máy mình đang chạy á, máy mình đang chạy á, mà Linh xẻ gỗ á, nếu mà đẩy mình sơ ý á, mình đẩy đụng vô trong cái máy này nè, thì cái máy nó sẽ lệch ra làm sao. Nó lệch ra làm sao thì cái nó bỏ một khúc máy nó bỏ lại lỗi một khúc, cho nên Linh gỡ ra, Linh không có gắn lại. Thì khi mà Linh sửa máy xong á, thì Linh sẽ lắp lại bình thường và Linh dời cái máy qua bên kia một tí. Còn có anh em hỏi Linh đó là tại sao mà khi mình đục cái chân bên đây, mình đục mặt bên đây rồi mình lật qua bên đây rồi đó, là nói chung nó không có khớp lại với nhau. Còn trong cái video của Linh đó, thì Linh đục khớp. Nói chung ra cũng có đôi khi Linh đục không khớp, chứ không phải là cái nào Linh cũng cho nó khớp 100% hết nha mọi người. Là lý do tại sao? Là khi mình xuất file thì mình xuất nó chuẩn rồi. Khi mình bắt gỗ nè, bắt gỗ ví dụ như ở đây mình bắt ở đây dưới đằng trước dưới đằng sau đó nó lệch với nhau đó, thì khi mình đục lại á, thì nó cũng phải bị lệch thôi. Ví dụ như giờ mình xét cái dao, cái mặt gỗ, cái dao nó nằm ở đây đi, ngay cái cạnh một bên này xong rồi hết, mà mình đổi ngược lại thì cái mép nó bên đây, mình đổi ngược lại cái cạnh nó mép bên đây. Ví dụ như bây giờ cái mình đổi lại đây, mà mình chỉnh cái tâm con dao nó nằm ngược lại bên đây đi, ở đây mình chỉnh ngay, mà ở đằng này mình chỉnh nó bị lệch 2-3 ly gì đi, là khi mà mình chạy ra thì nó ngay ngay cái hoa văn, ngay cái góc này nó cũng không có khớp với nhau. Với lại nếu mà anh em mà đục chân á, thì mình sẽ lưu ý ha. Ví dụ như cái chân ghế đi, ở đây thì Linh không có còn cái chân nào mà đục rồi chân ở trên nhà hết rồi. Để Linh sẽ nói cho mọi người hiểu. Ví dụ như ở đây là cái chân ghế đi, chân ghế salon đi, thì cái nào á mình đục á, cái nào mà người ta nhìn thấy nhiều nhất á, thì mình cho nó quay lên ở phía đằng đầu này nè, quay lên ở phía đằng đầu. Ví dụ như cái đầu chân á, thì có đầu chân với đầu móng, thì mình sẽ quay cái đầu chân nó nằm mép trên đây, còn cái móng nó nằm ở dưới. Thì khi máy nó đục á, thì nó đục ở đằng này, nó đục dài lại, đục đằng này nó đục dài lại. Ví dụ như anh em có lỡ mà chỉnh cho nó hơi bị lệch đi, và Linh nói ví dụ thôi, ví dụ như lỡ nó có bị lệch đi, tại vì đâu có ai mà làm 100% hết, lỡ nó có bị lệch thì khi mà máy nó chạy đằng đầu này nó chạy lại, nếu mà nó lỡ nó có bị lệch đó, thì ở trên nó vẫn đúng nha mọi người, ở dưới nó lệch tí xíu đó, thì mình sửa thì không sao. Thì cái lưu ý của Linh là Linh chia sẻ cho mọi người coi như vậy ha. Thì hôm nay Linh chỉ chia sẻ ngắn vậy thôi ha. Thì mọi người thường hỏi Linh á, vì sao mà không quay cái khuôn mặt Linh quay lên á, thì thật sự là cái máy của Linh á, nó bị hư camera trước à, Linh quay camera sau không à, mà Linh quay một mình á thì không có thể quay thấy rõ cái khuôn mặt Linh được, cho nên là Linh chỉ cầm cái máy Linh quay thôi, Linh chia sẻ thôi. Thì nói chung mọi người thông cảm ha, chứ không phải là Linh sợ cái gì hết. Tại vì Linh quay cái này là Linh chia sẻ, nói chung là thật lòng, chứ không phải là chia sẻ để câu view gì này nọ. Thật sự cái tiền YouTube của Linh nó nói chung là nó không có nhiều bằng cái tiền của Linh làm đâu mọi người. Nhưng mà Linh cố gắng bỏ thời gian ra quay chia sẻ cho mọi người. Thì nếu mà anh em nào có thương á, thì xem cái video của Linh á, nếu mà cảm thấy hữu ích á, thì cho Linh một like, đăng ký kênh, hoặc là chia sẻ cho cái kênh của Linh nó càng ngày nó càng phát triển, cho nhiều người biết tới. Có khi mọi người xem cái video này mọi người thấy thừa, nhưng mà cũng có nhiều anh em là rất cần cái video này của Linh. Thì hôm nay Linh chỉ chia sẻ ngắn vậy thôi. Thì hẹn mọi người trong video tiếp theo của Linh ha.